Dạ, em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương, bà con cô bác ở gần ở xa, ở bốn bể năm châu đang yêu thích dự án Phaeta. Dạ, hôm nay là một buổi sáng thứ bảy ở dự án Phaeta. Dạ, cũng như thường ngày thôi anh chị, em cũng đi vòng vòng ở dự án rồi quay phim rồi tả cảnh rồi cho anh chị với cô chú coi chơi. Dạ, hiện tại là em đang ở trên trục đường 835B, thêm một cánh cổng nữa ở dự án Phaeta. Dạ, và đây là cánh cổng này anh chị. Tuyến đường ở dưới là tuyến đường 835B. Cái bên đây là mình cũng có cái hiền viện Bủ Minh. Rồi con đường này là cái con đường đi ra ngã tư Phước Lý anh chị. Trước khi anh chị tới ngã tư Phước Lý thì có cái bảng giới thiệu bên tay phải, quẹo trái cũng vô Phaeta và đi thẳng cũng vô Phaeta. Đằng xa xa đằng kia là 111 căn shop house. Còn ở đây là em giới thiệu cho anh chị là ở đây anh chị, hiện tại là cái đường nước siêu sạch đó anh chị, đã đấu nối vô dự án rồi. Hiện tại là bà con cô bác mình ở đây là mình xài nước sạch hết luôn anh chị. Rồi nước sạch với điện, hiện tại là đường điện của tuyến đường D6 nè, D6 Long Hậu, D6 Long Hậu thì điện âm nước sạch 220V luôn. Tuyến đường D6 hiện tại bà con đang ở cũng rất là đông đúc, mà sắp tới ở đây cũng có anh Phú ở trên quận Tân Phú cũng về đây ở luôn. Tuyến đường này là cấp được điện âm rồi anh chị. Xong tiếp đến đó là qua con đường D7 Xuân Trường. D7 Xuân Trường hiện tại ở đây mình cũng có rất là nhiều ngôi nhà, và kèm theo cái đường điện âm luôn, và tuyến đường này cũng đã đi điện âm luôn rồi, nhiều lắm anh chị. D7 Xuân Trường rất là nhiều căn nhà ở đây. Và ở đây em cũng thấy thêm một ngôi nhà nữa, có diện tích là ngang 6 dài cho 20 mét vuông, cũng đang được triển khai ép cọc. Một căn hay hai căn đó, chắc hai căn đó anh chị. Thêm hai ngôi nhà nữa ở đường D7 Xuân Trường, hiện tại là cũng đang được xây lên, quá hot luôn. Sáng anh chị, sáng ở dự án Phaeta ngày thứ bảy. Về là đây, về đây thì mình có cái con đường này, mình đang hiện tại đang làm cống thoát nước ở giữa. Đường này chưa có tên nha anh chị, đường D25. Đi ra bờ hồ Cánh Sen. Hiện tại ở đây em thấy chiếc xe lưu đang bị mắc cạn. Hết lưu được rồi. Đang nằm ở giữa luôn. Rất là nhiều cơn mưa thoáng qua ở dự án anh chị. Qua nay mưa dữ lắm, nhưng mà dự án mình cách mà mực nước sông lên tới 1m8 nên ở đây không có ngập. Rồi để em đi vô đây nè, đi vô con đường Mỹ Tân D9 đi. D9 Mỹ Tân là tuyến đường đang rất là hot. Một ngôi nhà đã được ép cọc xong rồi anh chị. Tiếp tới đây, à,
tới đây thì em đang thấy cũng đang tiến hành ép cọc để em giảm lại miếng ánh sáng, nó hơi gắt quá. Một căn thì đang đổ bê tông, một căn thì đang làm móng, còn một căn thì đang ép. Ở đây là mình mấy căn này là mình xài móng riêng hết anh chị. Đây là tiến độ xây dựng của con đường D9 Mỹ Tân. Vô lại cho anh chị coi, đây còn một căn, thì căn này sát bên. Bảy ngôi nhà của con đường Mỹ Tân. Tiếp tới đây thì em sẽ ra đường Trà Lũ Chung. Trà Lũ Chung hiện tại cũng hoàn thiện lên vậy. Khoảng tuần nữa đây. Tuần nữa là chắc tiến hành làm vỉa hè, lót đá. Và mấy anh chuẩn bị đi trồng cây vô trong đây nữa. Con đường đã thông thương ra đường 835B. Xong rồi em đi đâu nữa ta? À, bên đây có một ngôi nhà đang quay. Đang tiến hành làm móng luôn. Ngôi nhà 4,5m 24 view công viên đường D8 Long Thượng. Em đã ra Trà Lũ Chung lắm vậy. Ghé đây là em ghé vô căn nhà đầu tiên của đường Trà Lũ Chung. Hiện tại cái căn này cũng đang vô hoàn thiện luôn rồi. Chữ cầu vậy á, chứ ở ngoài nhìn bự lắm anh chị. Đang bơi lên một cái tông màu kem. Xong tiếp tới đây thì anh đấy thấy hai cái trụ này nè anh chị, chắc ở đây là mốt là mình có một cái cánh cổng cuộc sống bình yên ở bên đây nữa. Ồ, đường ngon quá anh chị, đường D10A, D10B. Rồi ở đây mình bên dưới có cánh cổng cuộc sống bình yên, đi ra ngoài bờ hồ cánh sen. Rồi, em đi qua đây thì đi qua cho anh chị coi ở đây một có một cái sân vườn nho nhỏ bên đây cũng đẹp lắm đấy. Vườn là cánh đồng lúa bên sông. Đây là cũng có một cái khu vườn đào ao nuôi cá. Thấy con này đang đi cái lúa. Nói chung là
là chụp cái ngọt. Lúa hiện tại đang cũng đang lên rất là xanh. Đây là con sông tự nhiên chịu nặng phù sa. Đây mình cũng có cái view mới nè anh chị. View mới ở đây là mình có thêm một tiếng đèn điện nữa anh chị, thắp sáng ban đêm. Đây mình mấy cái cây này là xài năng lượng của ông mặt trời, buổi sáng hấp thụ ánh nắng và buổi tối tự phát sáng. Đây là cũng là tuyến đường đầu tiên luôn nè anh chị trong giải Phước Lý Riverside. Đường D10, D16 Xuân Hồng được cấp ánh sáng về đêm. Đó, trong dãy nền biệt thự đó anh chị, đây là những dãy nền biệt thự villa. Mưa mới có mấy cây thôi nhưng mà những hàng cây ở đây nó rất là mát, rất là xanh, xanh tươi. Sau khi đi một vòng mà em đã đi ra tới đường Đinh Đức Thiện. Thêm một cánh cổng cuộc sống bình yên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện của dự án Phai Tạ. Chưa thấy cái gì mới hết anh chị, nên em đi vô nha. Vô đây em thấy đang làm lề nè anh chị, đang làm lề cho những lô đất vàng. Nhìn qua shop house D13 Xuân Ninh, D7 Xuân Trường. Công viên, đây là công viên gần shop house. Ngoài đây rất là rộng, xong giờ mình đi dài dài vô tới trong thì nhỏ lại. Em chưa thấy gì hết anh chị. Đây mình đang làm cảnh quan. Đây thì mình có hai mẫu nhà LK. Nhà có sân vườn. Tiếp tới đây là có một ngôi nhà, hai ngôi nhà, ba ngôi nhà hướng đông. Căn này chắc cũng sắp lên tới tầng tâm rồi anh chị. Diện tích chắc hơn 10 mét nên rất là bự. Tới đây thì em ghé vô ngôi nhà của chị Nắng Sài Gòn. Hôm nay xây, đang xây móng anh chị.
lang lang vòng vòng ở đây là em được uống cà phê miễn phí. Nhanh hơn anh chị, anh chị coi rất là nhiều hạng mục đang được triển khai rất là nhanh ở dự án Phai Ba. Đường này thì đã cấp trụ điện hết rồi anh chị. Xuân Đài, Xuân Ngọc cũng đi ra bờ hồ Cánh Sen luôn. Trên chị coi, cô chú coi nè, nó làm lót gạch con sâu lên. Chiều chiều bà con cô bác mình đi vô đây mình chơi, mình tập thể dục đã luôn. Dạ, ở đây mình có cái map là anh vậy đó, nhiều lúc anh chị với cô chú mình không biết đường đi đến dự án Phai Ta anh chị đó. Em có cái map nhà đất Long Phụng á, anh chị bấm trên Google Map, anh chị tra ra là em có cái chòi nhỏ được cái view hồ sen. Anh chị chạy cái là tới rồi, thì nằm ở trong dự án Phai Ta nên đường cũng dễ đi lắm anh chị. Rồi. Hết pin, hết pin. Dạ thôi, hết pin rồi anh chị ơi. Em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây.